Kính thưa cộng đoàn, ngày 23 tháng 10, 2019 vừa qua, một tin buồn làm chấn động cả thế giới và một nỗi đau đớn cho toàn Việt Nam chúng ta. Khi mà những anh chị em vì miếng cơm manh áo, vì một đời sống ấm no hơn mà họ thà rằng hy sinh mạng sống vì người thân, vì không đến các gia đình để chia sẻ và thắp nén nhang kỷ niệm. Nay chúng ta cùng quy tụ về nơi đây, xin dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, xin cho 39 linh hồn được sống về với Chúa. Cầu nguyện cho các gia đình được ơn Chúa nâng đỡ trong lúc đau thương này, và cầu nguyện cho đất nước sớm thoát khỏi cảnh lầm than khổ, để con dân được sống yên lành, không còn phải đi ra ngoài bằng ngoài giá để mưu sinh. Và xin Chúa dùng lòng thương xót các linh hồn là những người thân của chúng con đã sớm lìa xa khỏi đời này, được về hưởng tôn nhân thành Chúa trên nước thiên đàng. Thank you.
Xin mời cộng đoàn đứng lên lắng nghe lời Chúa. Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đừng đã sai tôi. Mà ý của đừng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để bất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau. Đó là lời Chúa. Mời đồng đoàn của mình. Lạy Chúa, trong cuộc sống chúng con thật may mắn được đón nhận tràn trề hồng ân của Chúa. Ngẫm lại lời Ngài, chúng con thấy mình luôn được Chúa che chở và dẫn đưa. Nhưng lạy Chúa, bên cạnh những may mắn của chúng con, chúng con lại phải nhìn thấy những đau khổ của những người quanh chúng con, chung quanh chúng con. Suốt những ngày qua, chúng con đã phải đón nhận những buồn xảy. Đó là sự ra đi.
Lạy Chúa, cùng chỉ vì việc cơm manh áo để giúp đỡ gia đình có cuộc sống mà họ đào hoài tha phương cầu đừng nơi sự người vất vả sự nhân để biến đồng tiền mình về quê nhà. Nhưng Chúa ơi, thật là đau buồn họ đã bỏ lại cho ơn của mình bao nhiêu người thương và cố gắng. Họ đã ra đi ngoài ngoài để lại niềm tiếng thương cho bao người. Chúa nói, nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với người. Giờ đây chúng con xin cầu xin Chúa cho họ cùng được sống lại trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa lời chúng con. Lạy Chúa, sự ra đi của nhiều anh chị em chúng con có lẽ không chỉ là một cái chết như bao cái chết nào. Họ đã chết trong sự đau đớn và oan khuất, có thể nói phần nào do đất nước và những con người quản lý đất nước này. Vụ thảm hại qua trường biển vào năm 2014 đã làm ô nhiễm môi trường và những con người làm việc vô trách nhiệm, đã khiến những anh chị em ấy phải bỏ lại gia đình, quê hương, bạn hữu để tha hương cầu thực nơi sự người, để rồi phải
lạy Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa làm thay đổi, thức tỉnh những con người quan chức làm việc có trách nhiệm hơn với đồng nghiệp, dân tộc, để từ đó chúng con không phải đón nhận những sự mất mát vọng vọng những người anh em của chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thiên, quy trường nhân này, chúng con ấp ủ
Thank you.